đánh. Để cái hình ốp điện thoại là phim Home Alone, cái hình mà kiềm chế liêm sỉ chút. Nhập đi nào, 201 cũng biết lắm đấy. Cái này so với các bạn gái ở Việt Nam thì thấy ra đường đấy. Hello, chào mừng các bạn quay trở lại channel máy nhỏ của The Channel Wish. Hôm nay là video mà bây giờ các bạn biết không? 12 giờ rồi. 12 giờ rồi. Tớ sẽ quyết định là quay cái video này lúc 12 giờ tại vì tớ vừa đọc được một cái comment tớ lại sau rất nhiều lần. Đấy là chị ơi reaction JS Modeli. Thế mình kiểu JS Modeli là gì? Thế xong rồi đấy, tức là mình thấy rất là nhiều rồi, không biết là một bạn hay là nhiều bạn, nhưng mà kiểu bất kể một cái video nào của tớ cũng thấy có cái comment đấy. Xong rồi mình kiểu ủa đấy là gì? Thì bây giờ mình sẽ quyết định là 12 giờ đêm làm cái yêu cầu này. Đầu tiên thì mình sẽ search thử. Ui, có rồi nè. 6 nam thần TikTok nổi đình đám 2019, đẹp trai. Top 11 nam thần chiếm số lượng đông đảo nhà JS. Đẹp trai đến nỗi đăng ảnh mặt. Wow, dàn mẫu nữ siêu hot của JS Model. Kèm thông tin mình xem thử con gái trước nhá. Tức là đây nôm na đại loại là nãy giờ chúng ta sẽ hiểu là Giang Thi 12 tháng 5 năm 97. Nãy giờ thì chúng ta sẽ hiểu nôm na là JS Model nó sẽ là một cái công ty của Trung Quốc và quản lý các bạn người mẫu đẹp trai xinh gái. Em đây là chuẩn sái nữ mà mình thích nè, tóc ngắn, ôi kiểu một vẻ đẹp rất là unisex, mặc đồ nam đẹp kinh khủng luôn á. Ơ, cũng là Giang Thi à? Lâm Chân 99. Đây là có phải cái bạn Mandy với cái gì hai chị em sinh đôi không ta? Phải không ta? Ơ, trông giống Lưu Dực Phi nhỏ. Bạn này giống gái Hàn. Ơ, nhưng mà mình nhớ mang máng là hai bạn này có một cái bạn Mandy với cái gì hai cặp sinh đôi ấy, hình như của Đài Loan mà không ta, hay rồi của Trung Quốc. Trời ơi, ngọt ngào quá. Đại tiểu thư 2001 á? Nãy giờ mình thấy Giang Thi còn trẻ hơn bạn đại tiểu thư này ấy nhỉ? 2001 đâu giờ tuổi? Bạn này nhìn kiểu dừ hơn một chút là có thể do bạn ý theo cái style là kiểu lady ấy. Ừ. Hoàng Mẫn Kỳ. Ôi trời, những cái ảnh kia mình thấy những gì ngày xưa mình để tóc cũng cảnh nhăn nhá. Đại Nhục Phạm 202. Thì nãy giờ xem mấy bạn này mình thấy bình thường á. Tại trên TikTok Trung Quốc mình thấy mấy cái ấy còn cực phẩm hơn nhiều luôn á. Cái này so với các bạn gái ở Việt Nam thì thấy ra đường đấy, cũng không thấy cực phẩm lắm. Tại vì nó thật là mình qua app với cả trên mạng thì ai mà chả xinh hơn. Hy vọng là cái reaction này sẽ không làm mình thất vọng lắm. Nhưng thật ra cũng không phải là thất vọng hay không thất vọng, mà là ý là mình thấy cũng bình thường là như này thì cũng chưa thấy gọi là thực sự là quá là xuất sắc lắm. Ồ, cái này thì xinh quá nè. Ôi, bạn này mắt như búp bê ấy nhở. Mắt siêu to luôn á. Ba Tử Tranh siêu thích mèo. Dễ thương này. Bạn này nhép hay ghê. Tương muội. Đấy mới là cực phẩm này mọi người. Ồ.
người đẹp gái thế. Đẹp gái mà kiểu cứ như là Trung Quốc lai ấy. Hao hao. Yeah, bây giờ tôi sẽ xem dàn mẫu nam. Đây mới là cái mà mọi người muốn tôi reaction đúng không mọi người? Mọi người đúng không? Đây mới là dàn mẫu nam mọi người muốn tôi reaction đúng không? Chân thật nhất, hoài nghe tên đã dâu. Chết rồi, tối ngủ mơ, chết rồi. Biết thế tôi xem mẫu nam trước. Mà không các bạn ạ, xem mẫu nữ kiểu cũng được. Nhưng mà kiểu cũng chưa làm mình wow lắm. Mới xem dàn mẫu nam hả? Chân thật nhất. Phải đi đêm hôm rồi mà còn xem cái kiểu này. Trái tim làm sao bây giờ? Đẹp trai làm gì cũng đúng. Làm xấu vẫn thấy đẹp trai. Thường hoa sâm. Trời má ơi, cười đẹp kinh khủng luôn á. Bạn này kiểu làm gì vậy? Tưởng đẹp trai muốn làm gì cũng được đúng không? Ờ đúng. Đẹp trai làm gì cũng được. Ok. Đẹp trai làm gì cũng được. Đẹp trai mà ngớ ngẩn. Khang Khâm Minh 99, 1m75. Có vẻ là dancer. Chứ mà chưa nhìn rõ mặt. Ôi, bạn này có vẻ dancer. Của công ty DS Model đấy là các bạn thực tập sinh, các bạn này giống như thực tập sinh ở trong công ty nhưng mà không chỉ là mẫu mà chắc là cũng làm nhiều lĩnh vực kiểu ca sĩ diễn viên người mẫu gì nữa đúng không? Phát hơi thơm nha, phát hơi thơm, chắc tập nhảy nhiều. Kiềm chế liêm sỉ chút. Diệp Hà Lâm. À, anh bán gấu bông. Ơ, bạn này á, mặt kiểu để tóc ấy dài xuống thì nhìn rất là hiền thục. Kiểu dễ thương. Mà kiểu đội nón ấy lên, đội mũ kiểu rất là cool. Ngô Trạch Lâm. Ê, tên này quen ta. 1m83 làm cao thế. Dễ thương. Mà gầy quá nhỏ. Sao mấy bạn này cao mọi người, cái tóc này chỉ dành cho người đẹp trai cắt thôi nha mọi người. Ngố. Làm gì vậy? Tiểu ngũ. Xiao ngũ. Này hơi giống Việt Nam nhỉ? Trông hơi giống. Trông có bị đánh. Để cái hình ốp điện thoại là phim Home Alone nó cái hình mà cái phim là ngày nhỏ mình ghiền lắm luôn á. Chắc là cũng là fan của Home Alone đây. Ê, tính ra là mình có một sở thích chung với Tiểu Vũ này. Ôi, dễ thương nhở. Ngao Thị Bằng 1m93. Wow. Cực phẩm. Sinh năm 95. Wow. Trai mùng 6 tháng 10 là thật Thiên Bình chứ ta. Thiên Bình ấy xử nữ nhỉ? Mọi người biết không? Cung Thiên Bình ấy thường rất đẹp, đa tình. Xử nữ thì cũng như vậy. Cung xử nữ với cung Thiên Bình là thường đẹp. Nhất là con trai.
Ôi mắt không vậy? Mày răng thỏ đúng không? Trời má ơi, góc nghiêng má ơi mặt. Ê thì tự nhiên cái ảnh, mấy cái ảnh hao hao Isaac ấy nhở? Isaac ở Việt Nam ấy nhở? Nhập đi nào! 201 cũng biết thứ mấy. Chúng ta sẽ cùng xem một cái video nữa về tình trạng là tớ đang buồn ngủ nhưng mà tớ cảm thấy là mồ hôi mồ kê toát ra là khá là phấn khích rồi đấy. Trần Hạc nhá. Không là hết tòn đâu. Nhâm Thế Hào. Diệp Hàng Thành. Ồ. Xí. Đây là gu của tôi nè. Trời ơi, một cái vẻ đẹp rất là unisex. Cười răng khảnh, ôi điên đảo chúng sẽ nhìn là biết cái này là có thể bạn này có thể cái mặt này, cái khung cảnh này có thể đóng được một gọi là cái gì à, yêu nghiệt thụ. Tồn đại lắm. Ngô Thạch Cửu. Chào vô. Super cute luôn á. Lúc nãy mình xem cái kia nhớ tên, nhớ tên. Ghê không, ghê không? Wow. Là trời, công ty này nhiều người đẹp thật sự luôn á. Nãy giờ chỉ nhớ được có mỗi tên Sáu, Sáu U, Tiểu Ngũ ấy, tại vì dễ nhớ. Hoàng Kiêu Kiêu. Ê, mà có cái áo khoác ná ná như này này. À không, cái áo này là áo khoác Kiểu Tân. Ông có biết thật không? Bình tĩnh đi ngủ nha mọi người. Mình hứa là mình sẽ không chiếu cái video này vào cái giờ tối tối muộn muộn đâu. Để mất công các bạn mất ngủ đúng không? Tớ thế là tớ là toát mồ hôi này. Tự dưng nửa đêm nửa hôm đi ngắm trai đẹp, ngắm gái đẹp làm chi. Trời ơi trời sao. Đúng là đất nước đông dân mà. Mà các bạn có nhận thấy một điều á, là trai Trung Quốc có mũi họ cực kỳ đỉnh luôn. Nó kiểu mũi họ rất là cao và cái đầu mũi họ rất là nhọn mà thon thon thon. Mà xong rồi con trai Trung Quốc cái môi lại cứ kiểu mũi là siêu cao nha. Xong rồi môi lúc nào cũng hơi cong 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 cong. Chưa hết đâu. Họ có xương quai xanh rất là rõ ràng với cả mặt kiểu cứ kiểu rất là manly xương xương chứ không phải kiểu mặt bầu bầu phúng phính đâu. Trời ơi. Tôi đã sai khi mà tìm tòi nửa đêm theo lời các bạn rồi. Tại vì xem sao mất công kiểu. Các bạn có biết là tôi nghiền cái producer cái mùa mà có Thái Tử Khôn cái mùa 2018 lắm không? Thề cái mùa này cực phẩm mọi người, cái mùa này cực phẩm lắm mọi người ơi. Những bạn nào mà cũng tò mò thì các bạn cũng có thể xem. Nhưng mà mình cảm thấy là các bạn đừng nên xem vào những cái lúc mà chúng ta cần tập trung. Tại vì chúng ta sẽ bị mất tập trung bởi vì trai xinh gái đẹp quá là nhiều. Mình có tự nhiên xem xong có một ước mơ nhỏ nhoi là sang Trung Quốc xong rồi London có thể cách nào làm xin vào làm không phải thực tập sinh đâu mọi người ơi, làm trợ lý có được không? Tại vì xung quanh kiểu một dàn trai đẹp. Thôi, thôi, trai đẹp chỉ để ngắm thôi, trai đẹp chỉ để ngắm thôi. Gái đẹp cũng vậy. Bây giờ thì chúc các bạn ngủ ngon. Chúc mọi người ngủ ngon. Và đi học trở lại, đi làm trở lại vui vẻ nhá. Vui vẻ nhá.
Và đừng quên nhấn like và cả subscribe channel bé nhỏ của tớ, cái thăm fanpage Facebook. Và ok, có bất cứ điều gì có thể comment phía dưới nhá. Bây giờ thì muộn rồi đấy thì bye bye. Đi tẩy trang đi ngủ này. Bye bye.